Thank you.
xem video, hãy like và subscribe kênh để có thể cập nhật được những video mới nhất, cũng như là có thể theo dõi được các cái giải đấu liên tục mình cập nhật trên kênh YouTube Lâm Đằng Xét. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau. Xin chào.